Vào ngày 11 tháng 1, truyền thông Hàn Quốc chấn động trước thông tin một nam tài tử 40 tuổi đang bị cảnh sát điều tra vì hành vi cưỡng bức một nữ người mẫu kiêm diễn viên. Vụ việc xảy ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Sau khi phạm tội, tên yêu dâu xanh vẫn thản nhiên đi quay phim như không có chuyện gì. Nạn nhân trong vụ án là một nữ diễn viên kiêm người mẫu B, là đàn em của A. Theo đó, trong ngày xảy ra vụ án, A đã dụ dỗ B đi uống rượu với người quen. Sau đó A đã dùng ô tô đưa B đến biệt thự ở vùng hẻo lánh tại tỉnh Gyeonggi, nơi nam diễn viên được thừa kế từ người cha. Tuy nhiên, chỉ khi đến nơi, B mới biết ở đó không có thêm người quen nào cả. Hai người đã quen biết nhau được 5 năm. B là người yêu cũ của bạn thân A, cô đã cố gắng xóa đi bầu không khí khó xử bằng cách gọi thêm người quen đến. Tuy nhiên, trong lúc người quen của B đang đến, nam diễn viên A đã hiện nguyên hình yêu dâu xanh, quấy rối tình dục và cố cưỡng hiếp B. Theo lời khai của nạn nhân, cô đã bị hung thủ ôm từ phía sau. Cô cố gắng chống cự nhưng nam diễn viên A vẫn tiếp tục giở trò đồi bại. Trong quá trình đó, B đã bị bầm tím khắp người và thậm chí còn bị thương trên ngực. Danh tính nam diễn viên này đã nhanh chóng được xác nhận. Đó là Bae Jin-gum, nam diễn viên sinh năm 1982, vừa đúng 40 tuổi theo tuổi Hàn. Bae Jin-gum sẽ chính thức bị cảnh sát điều tra vào ngày 16 tháng 1 tới. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 1, đại diện pháp lý của Bae Jin-gum đã lên tiếng cho rằng truyền thông đã đưa thông tin không đúng sự thật về nam diễn viên. Đại diện pháp lý này cho biết, đúng là đã có một nữ diễn viên tố cáo Bae Jin-gum tội cưỡng bức. Tuy nhiên, đây là lời tố cáo sai sự thật và chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ để phản bác lại. Thay mặt Bae Jin-gum, công ty luật đã kiện ngược lại nữ diễn viên trước khi vụ việc được đăng tải trên các báo. Đại diện pháp lý của nam tài tử tiếp tục tuyên bố sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ thân chủ khỏi những thông tin sai lệch. Trong một cuộc phỏng vấn với Star News, Bae Jin-gum cho biết, tôi là người trong bài báo, nhưng nội dung trong đó rất khác với sự thật. Tôi đã rất ngạc nhiên khi bị cảnh sát điều tra. Tôi đã thuê luật sư và thu thập bằng chứng chống lại người tố cáo. Tuyên bố phủ nhận vụ việc, thậm chí kiện ngược lại người tố cáo từ phía Bae Jin-gum khiến công chúng không khỏi bất ngờ, hoang mang vì không biết nên tin ai, đâu mới là sự thật. Có lẽ sau một quá trình điều tra dài, chân tướng vụ việc mới được hé lộ. Mặc dù mới đóng phim từ năm 2011 và chủ yếu là vai nhỏ, nhưng dân mạng không khỏi giật mình khi Bae Jin-gum đã từng là bạn diễn của loạt tài tử nổi tiếng Jung U-sung, Lee Min-ho. Bae Jin-gum từng tham gia Big Black Wing Astra với Jung U-sung và đặc biệt nhất siêu phẩm hợp tác Hoa, Hàn Bao Y Hunter, có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi khủng Lee Min-ho, Đường Yên, Trung Hán Lương. Hiện tại, loạt tin tức về Bae Jin-gum bị cảnh sát điều tra vì hành vi cưỡng bức vẫn đang nằm ở top những tin tức hot nhất Naver.